Netizen Trung Quốc choáng với khu nhà đẹp khi sang tới Việt Nam như nào? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Tôi có đi nhầm chỗ không?" Đây không biết có phải là vùng nông thôn ở Việt Nam không? Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Nếu tôi không ở Việt Nam, tôi sẽ không tin bạn. Bạn có dám đăng video của nơi này không? Tôi đoán là bạn không biết. Đây sẽ là một khu ổ chuột đối với tôi mà thôi. Loại công trình này trông giống như nhà ở của người Việt Hoa Kiều nhỉ. Điều này là sai vì trong phần bình luận luôn có người nói Việt Nam là nước nghèo, nhưng người dân giàu, ai cũng sống trong biệt thự to lớn. Hầu hết những ngôi nhà trung bình ở Việt Nam đều như thế này. Nhiều người ở Việt Nam có tiền cũng không xây nhà, vì không có người ở và cũng không cần xây nhà. Người ở đó cũng là người già và cũng không có nhu cầu xây nhà. Công bằng mà nói, chi phí sinh hoạt ở Việt Nam cao hơn ở Trung Quốc. Vâng, tôi không nói là chúng tôi không có tiền. Tôi đang nói về biệt thự trong video này. Có những biệt thự nông thôn cả dãy nhà giống nhau và kiểu dáng giống nhau ở vùng nông thôn Trung Quốc không? Những thứ này thoạt nhìn không thuộc về một vùng nông thôn. Làm sao có thể xây dựng một khu vực nông thôn giống như một cộng đồng và gọn gàng như vậy? Không có biệt thự nông thôn nào ở Phúc Kiến mà gọn gàng như vậy. Vâng, có rất nhiều ở các vùng nông thôn Việt Nam. Tại sao tôi không giới thiệu cho bạn một vài địa điểm tham quan nhỉ? Nếu bạn gửi cho tôi bức ảnh và vị trí, tôi sẽ tự nhiên tìm cách để xem nó. Việt Nam vẫn còn có sự khác biệt lớn giữa nông thôn ở các tỉnh, thành phố và ở các đô thị trực thuộc trung ương. Đất nước nào mà không có nhiều danh lam thắng cảnh. Anh ấy đang nói về nông thôn, từ khi tôi đến Việt Nam, tôi chưa bao giờ thấy một dãy biệt thự nào ở nông thôn. Không cần phải nói, ở các thành phố lớn, không có dãy biệt thự nào cao hơn 3 tầng. Việt Nam là quốc gia phát triển trên Douyin và là thành viên trong 5 thành viên thường trực của YouTube nên tôi tin điều này là đúng. Được rồi, bạn nói đúng. Nhưng video này nói về các vùng nông thôn ở Việt Nam. Nó không liên quan gì đến những chuyện ở thành phố hay các làng miền núi. Ở mọi vùng nông thôn đều có những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ở Việt Nam, những bức ảnh khó khăn như của bạn chỉ có ở những nơi xa xôi hoặc những nơi dễ bị lũ lụt, lở đất mà thôi. Nhưng biệt thự trong video của anh ta không phải là nông thôn mà là biệt thự sân golf. Tôi chỉ vạch trần những lời nói dối của anh ta thôi. Bạn đã nhầm rồi. Có những ngôi nhà như thế này ở nhiều vùng nông thôn ở Việt Nam. Người Việt giàu mà nước họ thì nghèo. Người Việt rất giàu. Nhiều người Trung Quốc không thân thiện phủ nhận họ giàu. Cũng có một số người không trung thực đổ lỗi cho Việt Nam. Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Đông, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, vân vân. Không phải chỉ video này đâu. Các vùng nông thôn ở vùng đồng bằng đều có nhà rất tốt. Cũng có rất nhiều nơi như thế này ở Trung Quốc khi bạn quay lại Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây, Tứ Xuyên, vân vân. Tôi sẽ đưa bạn đi xem. Các bạn đã tìm hiểu quá ít. Tôi ở một vùng nông thôn ở Việt Nam và sống trong một biệt thự đây này. Đây không phải là nông thôn, đây được coi là thành phố, lại là biệt thự trên sân golf, thậm chí bên kia sông còn là khu đô thị của Hà Nội. Sau này tôi sẽ đến đó, nhưng không biết khi nào. Phong cảnh bên đó đẹp hơn ở đây, và còn có việc phải làm. Ở khu vực nông thôn Luozing, thành phố nghèo nhất tỉnh Quảng Đông, hầu hết các tòa nhà đều là tòa nhà 5 tầng. 2 tầng trên cùng có giá cơ bản khoảng 500.000 nhân dân tệ. Không tốt lắm, Việt Nam vẫn còn quá nghèo. Làm sao có thể như vậy được? Tôi chỉ có thể nói họ tương đương các thành phố cấp 3, ngay cả những thành phố cấp 3 xung quanh đó cũng kém hơn ta. Đó chỉ là thành kiến về khả năng sinh tồn. Dù một quốc gia có nghèo đến đâu thì cũng sẽ có một vài công ty lớn. Âu, nông thôn Việt Nam phát triển đến nỗi hóa đơn tiền điện tăng gấp đôi trong năm nay. Hóa đơn tiền điện hàng tháng của tôi là 1.500 tệ cho tiền điện gia đình. Đó là bạn ở nơi giàu có nhất thôi. Đó là khu vực rất giàu có ở Việt Nam. Trên thực tế, 99,9% nông thôn ở Việt Nam đều làm nhà bằng tôn. Nếu không phải cuối năm người Việt đến chỗ tôi thu hoạch mía đông như vậy, thì tôi cũng tin rồi. Có phải từ Hải Phòng không? Tôi nghe nói sau khi biệt thự được xây dựng, người ta bắt đầu sống trong nhà vườn. Không có ai được nhìn thấy video đó. Ở đâu cũng có người giàu người nghèo mà. Không có khu biệt thự nào như thế này ở thành phố Hồ Chí Minh nhỉ? Có chuyện gì thế này? Có rất nhiều biệt thự ở vùng nông thôn Phúc Kiến, nơi chỉ có người già sống và thanh niên làm việc bên ngoài hết rồi. Các vùng nông thôn ở Phúc Kiến tốt hơn thế này? Không còn nghi ngờ gì nữa, Phúc Kiến chủ yếu có diện tích lớn. Việt Nam có diện tích đất nhỏ nên đất đai khan hiếm và có giá trị cao hơn. Thuế hàng năm được tính dựa trên chiều rộng của ngôi nhà nên nhà ở Việt Nam dài và chật hẹp.
Phong cách ngôi nhà ở Việt Nam mang hơi hướng kết hợp giữa Trung Hoa và Pháp, giống như một biệt thự nhỏ. Thậm chí còn tuyệt vời hơn cả Quảng Tây. Có cần thiết không? Sự khác biệt bình quân đầu người ta và họ là 3 đến 4 lần. Tôi đã đi sang đó rồi, tôi chỉ có thể nói rằng họ thực sự không nghèo. Việt Nam là nước nghèo và vẫn có người giàu. Hãy chú ý đến video. Bạn có thấy ai không? Tôi đã xem nhiều video. Các tòa nhà khá tốt, nhưng không có nhiều người ở. Thời tiết ở Việt Nam buổi trưa nóng nực. Không ai ra ngoài đâu, họ phải nghỉ trưa. Không, tôi nghĩ nó giống với Ấn Độ. Người giàu thì rất giàu, còn người nghèo thì nghèo đến mức khốn cũng. Tôi đi và về Việt Nam hơn 10 lần một tháng, bạn nghĩ sao? Ở đâu cũng vậy, ai giàu thì cứ giàu thôi. Tôi không nói Việt Nam tệ, tôi đang nói về khoảng cách giàu nghèo quá lớn. Vương quốc xe máy giàu có kiểu gì? Tức là ở nước nghèo mà dân lại giàu. Thực ra, giàu không có nghĩa là giàu mà là mức sống dễ dàng. Tôi đã học tại Hà Nội, Việt Nam. Bạn dự định học ở trình độ nào ở Việt Nam? Vậy thì các bạn hãy cho tôi biết nó có vấn đề gì không? Tôi không nghĩ các nước nhỏ là họ sẽ xấu. Việt Nam vẫn có nơi giàu có, du lịch vẫn ổn lắm. Thật là thú vị. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm nó. Tôi đến Việt Nam tham quan, nhân viên phục vụ khách sạn và nhân viên bảo vệ có thái độ phục vụ rất tốt. Ngoài ra còn có các cửa hàng và người qua đường. Tôi rất thích Việt Nam, nhưng nghèo đói thực sự chỉ có cách đối mặt với những khuyết điểm của mình thì mới có thể phát triển được. Hãy chăm lo cho gia đình của chính mình. Có thể gia đình bạn cực kỳ nghèo khó, nhưng bạn vẫn thích cười nhạo người khác trên mạng. Ở Việt Nam có tàu điện ngầm không? Có đường sắt cao tốc không? Bạn còn cần mua điện không? Tôi nghe người Việt Nam nói Tây Du Ký là của họ. Dù sao tôi cũng không có ấn tượng tốt về Việt Nam, nhưng chúng tôi cũng không quan tâm đến một đất nước nhỏ bé như vậy. Gạch, ngói, bê tông cốt thép ở Việt Nam rất rẻ. Dưa hấu ở Trung Quốc được mang cho lợn ăn, còn dưa hấu ở Hàn Quốc có giá hơn 100 nhân dân tệ. Do bạn có quá ít kiến thức và những gì người khác nói cũng không có gì sai. Bởi vì đây là bạn chỉ các thành phố lớn ở Việt Nam. Vâng, Việt Nam là nước phát triển nhất thế giới nhưng vẫn chưa có một cây cầu nào được sửa chữa. Đừng nghĩ rằng bạn thực sự lạc hậu. Bị tụt lại phía sau không có gì đáng sợ là không nhận ra điều đó. Hầu hết các vùng nông thôn phía Nam đều giống nơi này, chỉ có một số nơi gần biên giới thì hơi tụt hậu một chút. Bạn có còn nhớ cơn bão ở Việt Nam cách đây không lâu không? Nó đã tàn phá đại đa số các vùng nông thôn ở Việt Nam. Tác giả sẽ không thừa nhận những ngôi nhà ở vùng bị bão là của Việt Nam. Tôi nhìn kỹ mấy lần thì phát hiện đây không phải là khu vực nông thôn. Trên đó có số nhà và biển hiệu. Tôi không biết nó viết gì, nhưng tôi chắc chắn là ở thành phố. Ở nông thôn cũng được quy hoạch như thế này. Những ngôi nhà ở thành phố Hồ Chí Minh thực ra không lớn, dài và hẹp, đường vào rất hẹp. Quận 1 là khu vực xây dựng sầm uất nhất cách Hồ Chí Minh hơn chục cây số, từ trên xe cậu có thể thấy nhiều ngôi nhà bằng thép. Đây chắc là ở ngoại ô phải không? Không nói đến chất lượng nhà xây ở nông thôn có được không? Trước hết, xét từ góc độ quy hoạch, đây là quy hoạch nhà ở thương mại. Tôi cũng là người nông thôn. Ở quê tôi cũng có một nơi như thế này. Họ đều là dân quê nhưng họ rất giàu có. Có một khoảng cách rất lớn giữa người giàu và người nghèo ở Việt Nam. Người giàu đang càng giàu vì tiền, trong khi người nghèo thậm chí không thể lo được cơm ăn áo mặc. Ngoài ra, hàng rào dây thép gai đã được dựng lên trong những năm gần đây và họ không thể sang biên giới. Họ cũng bị hạn chế làm những công việc lặt vặt ở Trung Quốc. Ở đâu cũng có người giàu, đó là chuyện bình thường. Đó thực sự là một vùng nông thôn. Những ngôi nhà ở quê tôi ở tỉnh Thái Bình, Việt Nam cũng được xây dựng như thế này. Những ngôi nhà tuy không lớn nhưng rất đẹp. Việt Nam ngày càng mạnh, có thể vượt qua Quảng Tây. Tôi chỉ muốn nói một điều, làm tăng tham vọng của người khác và hủy hoại uy tín của chính mình. Đất nước đó có người giàu và người nghèo. Làng nào cũng có người giàu và người nghèo chứ đừng nói đến một quốc gia. Người bình thường chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng được 2,38 triệu đồng chỉ là số tiền tiêu dùng cấp thấp. Đúng là hầu hết các vùng nông thôn ở Trung Quốc đều không chú ý đến hình thức bên ngoài của ngôi nhà của mình. Điều này cũng đúng. Người dân nông thôn Trung Quốc mua nhà ở thành phố khi họ đi ra ngoài nhiều. Cách đây hàng chục năm, gia đình chúng tôi những ngôi nhà ở quê tôi gần như đổ nát, không có ai sống trong đó, nếu sửa sang lại thì thật lãng phí. Thành phố có thể xây rất đẹp với giá trăm nghìn, rẻ hơn nhiều so với mua bên ngoài. Có ai nói Việt Nam nghèo nữa không? Nếu nhìn vào số biệt thự bình quân đầu người, quả thực Việt Nam sẽ có thể sớm lọt vào hàng ngũ các nước phát triển. Tùy địa điểm, anh ấy đến khu vực giàu có để quay. Nhưng khi anh ấy đến một nơi xa xôi ở nông thôn thì lại khác. Từ những bình luận của netizen Trung Quốc về Việt Nam, ta có thể rút ra một số kết luận về quan điểm của họ đối với Việt Nam. Nhiều netizen Trung Quốc
bày tỏ sự ngạc nhiên và thậm chí hoài nghi khi thấy hình ảnh các khu nhà sang trọng, biệt thự ở nông thôn Việt Nam. Họ không ngờ rằng một quốc gia thường bị xem là nghèo lại có những ngôi nhà đẹp như vậy. Một số người nhấn mạnh rằng Việt Nam vẫn là một nước nghèo, nhưng lại có nhiều người dân giàu có. Điều này phản ánh sự phân hóa giàu nghèo trong nước mà nhiều người Trung Quốc cũng cảm nhận được ở đất nước của họ. Một số bình luận so sánh trực tiếp với các khu vực ở Trung Quốc, đặc biệt là về sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị ở cả hai nước. Họ cho rằng mặc dù có một số nơi ở Trung Quốc cũng phát triển, nhưng nhiều khu vực ở Việt Nam vẫn được coi là đáng kinh ngạc. Một số người tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của các video và hình ảnh, cho rằng chỉ có một số khu vực giàu có mới có những ngôi nhà như vậy, trong khi phần lớn nông thôn Việt Nam vẫn còn lạc hậu. Một số bình luận có cái nhìn tích cực về sự phát triển của Việt Nam, nhưng cũng có những người mang quan điểm tiêu cực, coi thường và phủ nhận sự phát triển đó. Họ cho rằng sự giàu có chỉ là hiện tượng cá biệt, không đại diện cho toàn bộ đất nước. Tóm lại, cộng đồng mạng Trung Quốc có quan điểm đa chiều về Việt Nam, từ sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ đến hoài nghi và định kiến. Sự phân hóa giàu nghèo và phát triển không đồng đều ở cả hai quốc gia là chủ đề chính được bàn luận.